Lời đầu chấp xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio Chơi Miền Tổ Quốc. Hôm nay là ngày 10 tháng 11, em làm cái video để test lại 3 thiết bị cho anh khách ở tỉnh Thanh Hóa. Thì đây toàn bộ là 3 sản phẩm này thì bên em bán cho anh. Thì sau đó anh trong quá trình sử dụng thì bị cắm nhầm điện, đúng không? Toàn bộ là bị cháy hết. Thế nên là đã gửi em để hỗ trợ sửa chữa. Thì bên em đã hỗ trợ sửa chữa xong 3 thiết bị, một chiếc là chiếc đầu MIDI kim giải mã, một chiếc đầu CD của Sony, một chiếc equalizer cũng của Sony luôn. Thì ba chiếc đầu này đều cắm nội điện bị cháy hết, cho nên là bên em đã hỗ trợ sửa chữa tiền phí sửa chữa là hết 600 ngàn. Và hôm nay em đã xử lý xong để trước khi gửi hàng đi thì em làm video test để cho bác chủ được biết là cái sản phẩm bên em trước khi gửi đi nó hoạt động hoàn hảo và còn nguyên cái hiện trạng khi trước khi gửi lại cho bên em. Đấy, là phần mặt tiền. Đấy. Em đã đấu nối đây, đấu nối cả một cái đường giải mã của đường analog, đường quang. Đấy, đường quang xuất ra hoạt động bình thường. Đấy. Equalizer đây, đường này vào đây. Thì chúng chút nữa xong này thì em chuyển sang đường tích nhé. Đấy. Tất cả đã là khách hàng của bên em đều được hỗ trợ hết khả năng nhé, hết khả năng của shop, đặc biệt những dòng đầu Sony cũng như đầu giải mã shop hỗ trợ hết mình, và shop cũng không hỗ trợ sửa chữa cho khách hàng không phải mua hàng của bên shop. Mong các bác thông cảm giúp em. Đấy. Rồi em vào test thì em test cái phần DSC của chiếc đầu giải mã trước. Đấy. Đang ở đường analog rồi nhá. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào bạn test chức năng đọc đĩa MIDI đầu giải mã qua đường cổng analog qua đường cổng quang hoạt động hoàn hảo nhé. Mở đi. Đây à. Trời bây giờ trời đã sáng xuân. Mà đi đọc rất tốt nhá. Rồi em chuyển sang
phần CD. Đi follow đây. Nhận đĩa. CD đọc rất là tốt nhé. Mà đi cũng đọc tốt luôn. Rồi equalizer hoạt động hoàn hảo nhé. Rồi em xin phép được dừng video test kiểm tra tại đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.